sĩ ở đâu ra? Mẹ, trách nhiệm của tụi mày phải làm chứ có bác sĩ đâu ra. Mày đặt cái chiêu cảm ơn đảng nhà nước. Ê, dân người dân đóng thuế mày lấy ngân sách ra, mày phải bắt buộc mày làm. Ok, mày là cán bộ chửi mày chết mẹ mày luôn. Mày lãnh lương của người dân, cái đó là đương nhiên phải chịu. Ok, phải lắng nghe ý kiến của người ta. Mày nó chở thuốc ở ngoài, nó chở thuốc ở ngoài Đà Nẵng, Nghệ An, con khỉ mẹ gì đó, mẹ mày chở rau vô trong này thúi quắc hết mẹ nó rồi. Trong khi đó ở đây người ta gần xịt, người ta chạy có 4-5 tiếng đồng hồ, là có sữa, có rau, có củ, có quả đầy đủ. Mẹ Đà Lạt chạy xuống có một chút à. Cách Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân nào ở đâu ra? Mạnh Thường Quân bữa nay chống dịch chết mẹ Mạnh Thường Quân hết, Mạnh Thường Quân nào? Đôi quá chính phủ ơi, chúng tôi cần ăn cơm, cần có nhu cầu thiết yếu. Bây giờ quý vị đang góp nhà, góp xe, quý vị đang thiếu nợ ngân hàng, quý vị mở cái tiệm ra, bây giờ đóng cửa, quý vị không mua bán được mà bây giờ cứ đè đầu thu tiền nợ, tiền đâu trả. Quý vị phải nói lên tiếng nha, quý vị nói bây giờ chính phủ không được, phải cách ly con khỉ mốc. Một bó rau, một bó hành cũng phải để cho người dân chở đi bán. Má có cái vụ bánh mì không à, mà nó cãi hoài luôn, rồi xong chưa nữa. Hợp làm sao để cho người ta họp chợ để mua bán hàng hóa lưu thông. Tôi nói quý vị ở trong miền Nam không có thiếu đồ ăn. Bữa nay sữa đổ bỏ, mẹ mình sữa đổ uống không hết luôn. Tay đặt miền Trung, ở trong miền Nam thiếu đôi, đôi quần què. Không phải cái vấn đề, không phải là ở trong miền Nam không có đồ ăn, không có thực phẩm, mà cái vấn đề là cái chỗ lãnh đạo ngu dốt. Bắt công nhân xét nghiệm xong rồi trừ vô lương của người ta mới khốn nạn. Anh mấy anh làm cho bây giờ giá cả nó đẩy lên như vậy nè. Tôi nói quý vị đấy nè, cướp công Mặt Trận Tổ Quốc nhảy ra cướp công từ thiện. Cái này phải có giấy ở bên Mặt Trận Tổ Quốc. Phải, mặc dù người ta có giấy xét nghiệm đàng hoàng thì biết là cái người đó vậy, người cho tại nhà đi không chịu. Mẹ con thì chia cắt, mẹ vô trong đó cũng ngồi giống như con khỉ. Mẹ bắt mấy đó đi chợ, chứ mày ra mày đứng đó làm gì, thấy gì lặt cái chốt. Ok, đến lúc mình nói đó, bắt đầu cái đám tụi nó nhảy vô, nó nói mình là phản động đồ, mẹ phản quốc. Mẹ đến vốn cuộc bây giờ làm y chang luôn. Ở trong mấy cái bệnh viện giả chiến nó thiếu máy thở, thiếu oxy, người dân thiếu ăn luôn. Vô điều trị Covid mà không có tiền để ăn. Bây giờ mấy ông bác sĩ ở trong mấy bệnh viện giả chiến đi ra ngoài xin paracetamol, bây giờ mua thuốc chợ đen. Nó lấy hàng rào với kẽm gai, nó gào mẹ nó lại, khỏi ra khỏi vô. Còn cái vấn đề mà ở trong hàng rào có chết có đói có gì là nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm là thành tích. Bây giờ người dân khắp nơi làm than rồi, bây giờ không, cái ban chỉ đạo trung ương đề nghị miễn giảm cho bà con, miễn giảm đó, mày xuất tiền ngân sách cho miễn giảm đi. Không có, người dân tự giúp nhau, phải khắc phục, phải khắc phục con khỉ mốc gì. Trước đây tôi là chính mình, nếu thật sự mình là một người văn minh, một mình là một người doanh nghiệp, mình là một người có tiền tỷ, mình phải đem cái ánh sáng văn minh cho đồng bào của mình, phải cho đồng bào thấy được rằng ok, thí dụ như chị tuyên bố cái vụ của chị với ông Võ Hoàng Yên, chị sẽ khiếu kiện tới cùng theo cái hệ thống pháp lý, chị làm cho cái hệ thống luật pháp của Việt Nam mạnh lên. Chị là cái người bôi nhỏ cái hệ thống pháp luật của Việt Nam, chị không có biết, chị vô pháp vô thiên đến nỗi chị bất chấp luật pháp. Con nhỏ đó, nhỏ nào đây nè, chị đem thông tin gia đình của người ta chị phơi bày trước công luận. Cái điều đó chỉ có pháp luật mới được làm thôi. Không được bây giờ đánh lận, bây giờ không muốn tôi nói mấy vấn đề đó, cứ chuyển qua là đả kích cá nhân, đúng chưa? Rồi xong, chị không hiểu gì về chính trị thì tốt nhất đừng lên tiếng nói. Ok, tôi, nhưng mà chị không có lôi, rốt cuộc là chị chống ai? Chị chống đám nghệ sĩ hay chị chống ông Võ Hoàng Yên? Rồi bây giờ nếu mà chị chống Võ Hoàng Yên thì chị lôi ông Võ Hoàng Yên lên đi. Rốt cuộc chị nói được mấy đầu cái Võ Hoàng Yên đã đời xong. Cái sau này chị cứ quay lưng là chị hết gây người này gây người kia. Rồi xong đã vòng vòng có quay rốt cuộc là dạch mặt ai? Tôi cũng biết dạch mặt ai, tự nhiên biến thành một cái sân khấu tấu hài. Tôi nói thật với quý vị đó, chị ăn chị không có một cái kiến thức về xã hội.